đẹp. Đẹp. Tiếp. Mình thật hơn có hài lòng á khi mà anh ấy rất là nhiệt tình và tận tâm giúp đỡ mình. Xoay qua. Woo! Chúc mừng Bảo Huy với lại thí sinh Lê Thị Ngọc My. Nhưng mà cho cô vẫn thấy đó là cái sự hên thôi. Thật sự là tất cả mọi việc từ set đèn hay là tất cả mọi thứ thì đều là do Yến và anh Huy chủ động làm, còn các bạn thì khá bị thụ động. Huy có 2 năm kinh nghiệm làm người mẫu chuyên nghiệp nên là Huy rất là tự tin. Huy đã chuẩn bị rất là nhiều và chuẩn bị rất là kỹ càng để support các bạn thí sinh. Cố lên nha. Cố lên. Ngọc My có một cái vẻ bề ngoài rất xinh. Ngọc My là một thí sinh bước vào set khá là rụt rè. Bạn làm cho mình nghĩ là bạn sẽ không làm tốt, nhưng mà ngày hôm nay rất là may khi mà bạn chọn về đội Bảo Huy. Đẹp. Đẹp. Tiếp. Trả lời nha, đúng rồi, đẹp nha. Bảo Huy đã làm rất tốt khi mà khai thác được mái tóc đẹp của bạn. Mình thật hơn có hài lòng hết khi mà anh ấy rất là nhiệt tình và tận tâm giúp đỡ mình. Có mặt em bên trái bên phải. Bên phải thì em xoay bên phải đi, em đứng vào phía này xoay qua. Vĩnh không nghĩ là ngày hôm nay Bảo Huy vào trong set làm việc với một phong thái không một động tác thừa như vậy. Chúc mừng Bảo Huy với lại thí sinh Lê Thị Ngọc My. My, đúng rồi, em ấn bạn này nhất. Em ấn tượng bạn này ở điểm nào? Em ấn tượng ở bạn này là do cái vibe bạn này mang lại á, kiểu như là sang trọng luôn á. Với kiểu bạn này sở hữu một bộ tóc rất là đẹp. Không biết là hai competitor này có cảm giác như thế nào khi nhận được kết quả ngày hôm nay? Em không biết nữa, tại vì em ước gì là có thể được xem hết tất cả hình của các thí sinh á. Mà em cảm thấy là team em vẫn có nhiều người làm tốt so với mặt bằng chung, tại vì nãy giờ em cũng có xem mà em cũng biết là team em làm tới đâu. Thì vì bạn Ngọc My có một cái mái tóc rất là đẹp cho nên là cái bức ảnh bắt được cái khoảnh khắc cũng khá là ấn tượng. Nhưng mà cho cô vẫn thấy đó là cái sự hên thôi. Huy cũng biết là thí sinh của team Huy rất là yếu về khả năng quay, yếu về cả khả năng diễn xuất nữa, nên là Huy đã dùng rất là nhiều cách, bằng mọi cách luôn á, để có thể giúp cho các thí sinh team Huy vượt qua được cái vòng 1 này. Nhớ lời thoại chưa? Nè, đặt điện thoại xuống, đặt điện thoại xuống. Nói mặn dạ lên, tụi mày xong chưa? Tụi mày xong chưa? Ban đầu em quay á thì em vẫn chưa nghĩ là em sẽ quay như thế nào hết. Nhưng mà khi em nói với anh Huy thì anh Huy nó sẽ giúp em. Và khi mà quay thì em cũng bất ngờ lắm, vì anh ấy quay hơn cả những gì mà em suy nghĩ. 3 2 1 Thật sự là tất cả mọi việc từ set đèn hay là tất cả mọi thứ thì đều là do Yến và anh Huy chủ động làm, còn các bạn thì khá bị thụ động. Nhưng mà nó quay góc ngang quá nên chưa thể hiện được cái mặt nó nhiều á. Cái góc nó chưa ổn á. Nè cho cái góc này nè. Zoom to lên không dính mới quay đâu. Tụi mình xong chưa? Tao xong rồi. Tao cũng xong rồi. Được không?